Xin mến chào các bạn. Hôm nay công tác chuẩn bị cho cái chương trình văn nghệ ca nhạc các bạn, ca nhạc bolero và giai điệu trữ tình các bạn, phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023. Thì nay mình cũng chuẩn bị cơ bản cũng xong rồi. Đây, phần sân khấu cũng trang trí cũng tương đối đẹp rồi. Các bạn vô hát vô lưu thì mình chụp hình live stream các bạn. Bắt đầu đêm nay các bạn, đêm nay là đêm 29 Tết, thì phục vụ tới ngày 15 Tết các bạn, là hát suốt ha, hát suốt. Đây dàn âm thanh, đây âm thanh mình đã đầu tư trở lại là vừa đẹp vừa hay luôn các bạn, âm thanh chất lượng nha. Đây view sân khấu đẹp ha. Rất mong cô chú anh chị em gần xa ủng hộ. Mình chơi hàng đêm các bạn, chơi hàng đêm. Chuyên Tết thì mình chương trình đàn ca tài tử mình tạm dừng các bạn. Ra tháng Giêng thì mình bắt đầu mình chơi tới lại. Tại Tết thì các cô chú anh chị lớn tuổi yêu thích môn đàn ca tài tử thì bận biểu việc gia đình cũng nhiều nên mình cũng tạm dừng. Rồi ra Giêng mình sẽ tổ chức, mình sẽ chơi lại. Mình sẽ chọn một ngày riêng để mình chơi lại đàn ca tài tử. Còn trong Tết thì mình chơi dòng nhạc trữ tình các bạn, bolero, những cái giai điệu cung ba gì đó, những cái dòng nhạc mà nó nghe nó êm dịu hơn, dành cho cái lứa tuổi lớn tuổi, lớn tuổi trung niên, những người mà các bạn trẻ mà yêu thích cái giai điệu bolero cũng như dòng nhạc trữ tình ha. Rồi, rất mong các cô chú anh chị ủng hộ ha. Rồi, xin chào tạm biệt. Rồi.